Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã công bố dự thảo lần thứ hai luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2012. Đáng chú ý, dự thảo lần này có phương án đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 theo hướng nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi mới được nghỉ hưu. Tuy nhiên, với đề xuất như thế này thì liệu có phù hợp với người lao động trực tiếp hay không? Là công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 45 gần 20 năm, giờ đây anh Nguyễn Văn Hải cảm thấy sức khỏe của mình không còn tốt. Với công việc nặng nhọc của ngành than, anh nghĩ chỉ cần tới 50 tuổi là có thể nghỉ hưu được. Dự thảo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra việc tuổi nghỉ hưu tới 62 tuổi thì anh hoàn toàn không đồng ý. Việc tăng tuổi nghỉ hưu không phù hợp với cái ngành nghề của chúng tôi đang làm. Nhất là trong lĩnh vực công việc đặc thù độc hại nặng nhọc nguy hiểm của ngành than chúng tôi. Tương tự như vậy, anh Nguyễn Tiến Dũng và những người công nhân lao động tại công ty cổ phần xe điện toàn cầu Pega thì cho rằng việc nâng tuổi nghỉ hưu với những người lao động trực tiếp như anh là không hợp lý. Tôi không đồng tình lắm với dự thảo là tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động như chúng tôi cũng thế, như làm việc đến trực tiếp của chúng tôi là tuổi càng lâu thì chúng tôi sẽ càng cảm thấy mệt mỏi. Đối với những cái công nhân lao động ở trong công ty tôi thì vẫn ở mức 60 sẽ là phù hợp. Phù hợp là vì họ cũng sẽ được sắp xếp vào những cái vị trí nó tương đối là đơn giản nhẹ nhàng. Còn quá độ tuổi 65 rồi thì thứ nhất là về cái tư tưởng của những người lao động ở người Việt Nam mình, họ vẫn chưa ok về vấn đề tư tưởng là lao động đến cái độ tuổi đấy. Cái thứ hai nữa là như tôi đã nói là phân tích là không đảm bảo về yếu tố về sức khỏe. Lý do mà ban soạn thảo đưa ra đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 theo hướng nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi mới được nghỉ hưu là vì thực tiễn nhiều người nghỉ hưu vẫn tiếp tục tham gia lao động, có nhu cầu làm việc thêm và họ vẫn có đủ sức khỏe tham gia lao động tiếp. Lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ, vì vậy cần xác định rõ mọi người phải thực hiện nghĩa vụ lao động khi khả năng vẫn có thể. Tôi thấy ở Việt Nam là như thế này thì cũng chưa được phù hợp lắm. Bởi vì cái con người Việt Nam, cái sức khỏe, rồi là cái tinh thần ở cái tuổi như vậy thì nó chỉ phù hợp với một số cái đối tượng. Thế còn lại đại bộ phận người lao động là không phù hợp, nhất là cái người lao động trực tiếp. Theo khảo sát của Viện Công nhân, đa phần công nhân không muốn tăng tuổi nghỉ hưu, thậm chí còn muốn giảm tuổi nghỉ hưu xuống. Những người muốn tăng tuổi nghỉ hưu chủ yếu là công chức, những người có công việc nhẹ.